Khói nghi ngút thơm thế nhỉ, chua ớt vào đi, chua ớt dần vào đi. Rồi, lấy đũa đảo đi, lấy đũa đảo đi. Ui, thơm thế. Chế cả nước dãi nhỉ. Rau đấy ăn kèm cùng. Ui, hồi qua là cho bao nhiêu ớt này. Đại khổ lồ luôn. Ui. Ừ, được rồi đấy. Nếm nếm thử xem là vừa gia vị chưa. Nếm thử gia vị đi. Ngọt không? Cay à? Ui, ngọt nhưng mà cay quá. Thôi được rồi đi, bắt lấy cái dẻo bát ra đi, chín rồi đấy. Đây, lấy cái giấy cũng được. Ô, cô con làm gì ở đâu mà lắm xò thế? Đang làm món sò nướng cửa. À thế à? Ui, những con sò to thế nhỉ? Ui. Ấy. Ui, cho tất vào trong đi rửa, cho tất vào rửa. Nó mới nhanh. Ấy, ừ. Rửa nó mới nhanh, nhặt từng con đến bao giờ. Ấy, các bạn ơi, hôm nay là cu con với Lốc đã quyết định làm một quả là sò lông nướng dừa. Cô con nhà mình đang cho sò vào trong một cái chậu đây. Các bạn xem đây. Đấy, có hai anh em chơi một chậu luôn. Ui, đảo mạnh lên cô con cho nó sạch. Đấy, mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Ê, béo vàng luôn. Đâu, anh xem nào. Ui, trông thích nha. Ui. Bằng nắm tay luôn à. Ui, sạch chỗ đây mình vớt ra đi cho nó khô. Đấy. Thì sò sau khi mình vớt sạch ra ấy, thì mình sẽ cho vào trong quả dừa kia để nướng à. Thật béo ngậy. Xong đó mình mới cho vào nướng đúng không? Nghe vẻ kỳ công phết nhỉ. Ơ cái bát làm gì đấy? À để nạo cùi dừa ra cơ à? Ui nhiều công đoạn ghê nhỉ. À nước dừa mình đổ ra để tí nữa mình hấp cùng luôn cho nó ngọt. À đổ vào cái bát luôn cũng được. Đây các bạn này, dừa thì mình sẽ đổ nước ra một cái bát. Sau đó tí nữa mình sẽ hấp cùng với sò. Đây tiếp theo là cô con nhà mình đang nạo củi dừa đây. Ui củi dừa trắng phau nhỉ. Làm miếng xem có ngọt không. Ngọt không cô con? Ừ. Đấy củi dừa mình phải nạo ra để tí nữa mình trộn ra nhuyễn ra, băm nhuyễn ra để tí nữa mình cho vào làm nước sốt đúng không? Khó chơi thế cơ à. Đấy, cô quà nhà mình nó đang nạo củ dừa đấy. Mình cô quà nó mắm giặc mắm lợi nó nạo củ dừa. Già rồi đúng không? Ui giời, cô quả nó đánh vặt với quả dừa.
chắc thế cơ à? À thế à? Mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Đấy, quả dừa này trắng phau luôn. Cô qua nhà mình nó đang cậy cái củi dừa ra để tí nữa làm nước sốt đấy. Củi dừa này tí nữa mình phải băm nhuyễn ra để nấu nước sốt đúng không? Ngon không? Thử miếng nữa cho đỡ thèm. Ui à, cô quản ăn củi dừa thích chê nhỉ. Đây, mình đổ luôn vào đây. Đấy, cô quản sau khi hồi nẹo củi dừa đây, đây, gia vị dùng những cái gì mà nhiều thứ thế này? À thế à, cả củi dừa. Đây quý vị à, để thực hiện được cái món sò nướng với dừa ấy thì gồm rất là nhiều gia vị đấy. Sò mình phải chọn những con sò béo vàng ngậy, mình bắt về trong đó mình phải ngâm đất mấy ngày nhờ cô quan nhỉ. Nửa tuần cơ à? Đấy, đấy, cô quan nhà mình nó đang hì hục với quả dừa để nào lấy củ dừa tí nấu nước sốt đây. Ôi, ui, củ dừa trắng phau nhở, trông cũng thích nhở. Hay mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Đấy, gia vị thì gồm có ớt này, hành này, hạt tiêu này, rau thơm này và củ dừa. Ấy cục quan nhà mình, ui cục quan nó củi dừa ngọt đã chén này. Rồi sau đó là mình sẽ cho rau thơm, thái rau thơm. À mình cho sò vào xoong làm gì đấy? À xong đó mình lấy cái nhân của con sò. À kỳ công ghê nhỉ, rất nhiều công đoạn các bạn ạ. Đây là cô quan nhà mình nó đang nhặt sò bỏ vào trong cái xoong đấy. Con thử nếm cái nước sắc ngọt. Con này con sò mà. Ừ, sò. Giờ lẫn ngon quá, lẫn hết rồi à? Ui, con sò này nhưng công nhận cái giống sò ngọt nhỉ. Con ngọt. Ừ, ok. Mình lấy cái bây giờ mình tiếp theo mình lấy cái con của nó, cái nước ấy để ra bên cạnh. Đây các bạn, nước để bên cạnh tí nữa cho vào trong quả dừa cùng với nước dừa. Đấy. Sau đó mình sẽ nướng lên. Ok, bây giờ mình nhặt cái con của nó ra đi. Không cần đâu, mình cứ để quá. Ừ, thế này. Mình sẽ nhặt cái con của nó đúng không? Rồi, các bạn nhìn này. Tính những cái con béo ngậy luôn này.
béo thế nhở? Ui con này trời béo chưa đây. Ui quay tất cả những bạn xem là béo thế nhở. Ui ui vị thế nào? Cái nước của nó này cũng ngọt đúng không? À cái con của nó mình nhặt cho vào trong luôn đi. Đấy. Kinh nhờ, cái con của nó béo nhỉ. Béo múp luôn. Sau đó cái con này mình sẽ làm gì cô quán? Cho lên xào thơm lên à. Xào thơm sau đó là cho vào trong quả dừa hầm à. Quả nướng à. Nướng sau đó nó sẽ thơm phức lên nhỉ. Cái nước dừa nó quyện vào nước con sò này thì ngon biết mấy nhỉ. Cùi dừa nữa cơ. Cả cùi dừa nữa cơ à? Vâng. Đâu? À ở đây này, chúng ta chuẩn bị cả cùi dừa đây này. Đấy. Đây à? Ui. Ok đã xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ xào con sò lên đúng không? À, thái rau à? Để một ít để tí nữa gần chín mình cho vào nó mới thơm. Mình chỉ sợ dùng một nửa thôi. À thế à? Anh lại cứ tưởng xào không? À thế mình không biết. Thế à, đầu bếp cu con cho mình chỉ đạo đấy, rất là thơm luôn. Mình cũng không biết nấu cái món này đâu. Thế cu con tự dưng nó nghĩ ra này, có khi nay mai lớn lên cu con làm đầu bếp ấy nhỉ. Đấy, ok để gọn vào. Để vào cái giá sạch cũng được. Ôi, hành, thái nhỏ hành nữa ra chứ. Thank you.
Khói nghi ngút thơm thế nhỉ, cho ớt vào đi. Cho ớt dần vào đi. Thôi, lấy đũa đảo đi, lấy đũa đảo đi. Ui, thơm thế. Cháy cả nước dãi nhỉ. Rau đấy ăn kèm không? Ui, hôm qua là cho bao nhiêu ớt này. Ôi được rồi đấy. Nếm nếm thử xem là vừa gia vị chưa. Nếm thử gia vị đi. Ngon không? Cay à? Ui, ngọt nhưng mà cay quá. Thôi được rồi đi, bắt lấy cái dẻ bát ra đi, chín rồi đấy. Đây, 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 đây. Lấy cái giấy cũng được. Nào, bắt xuống đi, bắt xuống đi. Cẩn thận mỏng nhá. Wow. Wow. Ui, thơm thế nhỉ. Nào, ui nhỉ. Wow. Thơm thế nhỉ. Lấy rau thơm đi, lấy rau thơm ra ăn. Lấy quét sạch chỗ đấy thì để lấy chỗ mồi ăn nhỉ. Mồi ăn ngon chưa này. Đấy, quay cận cảnh cho các bạn xem này. Lấy đi, lấy rau thơm ra đi, lấy đĩa rau thơm ra đi. Ui, cô con ăn thử luôn à. Ui, ui, vị thế nào? Ngon không? Ui,
ngửi thấy mùi thơm cá cũng phải bật tỉnh dậy. Thơm thế à? Huy ngoan à? Sao? Ngoan không cô con? Huy béo ngậy nhở? Huy ơi cô con ăn. Ừ, cứ ăn đi. Ăn hết luôn này. Anh phần cô con là chính chứ anh ăn phát là hết luôn đi. Ui ơi. Ui ơi. Wow. Ui. Thử ăn xem có ăn được không nào. Ui. Người con khôn chỉ có ăn thịt thôi. Ui. Thank you.